Nè chờ. Nè cô hả? Sao cô lại tới đây vậy? Đây là băng phách hồ lô của Thái Thượng Lão Quân đó. Tao trách làm ngươi rồi. Na Tra này không thẹn với lòng. Tao đã biết hết rồi. Tao không để ngươi một mình đi mạo hiểm đâu. Có chết tao sẽ chết chung với ngươi. Không được, cô hãy đi mau đi. Không mặc mối tới cô đâu. Tao không muốn liên lụy tới cô. Na Tra, không lẽ tới bây giờ ngươi vẫn không hiểu tâm ý của tao sao? Tao hiểu, nhưng mà tao thì không muốn liên lụy tới cô. Xét cho cùng, tao cũng có trốn trách nhiệm. Không lẽ ngươi có thể hy sinh vì bạn bè, tao lại không thể chết chung với ngươi hay sao? Nếu như ngươi chết đi, ngươi chết đi, tao ở lại một mình ở trên thiên đình này lại có ý nghĩa gì? Tự gì? Chúng ta chỉ là quen biết sơ nhau. Ta không đáng cho cô làm như vậy. Cái hồ lô băng phách này chỉ là khóa điện nguyên thần của thần tiên. Cô còn không đi thì sẽ không kịp đó. Thái Thượng Lão Quân, ngươi hãy cho Tử Di tiên tử ra đi, không ông mới tới cổ đâu. Tác giả Tinh Thần, tác giả Phong, Ngọa Lầu Tây Bán Quý Đường Đông, Thần Vô Thái Phụng Sông Phi Dịch, Tâm Hữu Ninh Tây Nguyễn Điển Thần. Là cô. Cô là nữ thần cứu hộ của ta. Không sai, ta là cứu hộ nữ thần của ngươi. Ta đã hứa với ngươi sẽ đem tới cho ngươi vui vẻ và ấm cúng. Dù sao đi nữa, ta cũng phải ở lại bên cạnh của ngươi, bảo vệ cho ngươi. Tự nhiên cô làm vậy để làm gì chứ? Nếu như có thể chọn lựa, ta tin rằng tỷ tỷ của ta bị chết vì Tôn Ngộ Không. Nhưng chứ không có chọn lựa, so với chị ta, ta thấy rằng ta đã hạnh phúc lắm rồi. Bây giờ mới là thời khắc vui vẻ nhất trong suốt đời của ta. Ta được vui lắm. Na Tra này, quen biết được một tri kỷ hồng nhan như cô, thì có chết cũng không có tiếc. Cảm ơn người, Na Tra. Hai người này đều là thần tiên, nhưng bây giờ lại làm trái quy củ của thiên đình, đã động lòng phàm thì chỉ có tội chết thôi. Ai nhà Thái Thượng Lão Quân à, con người ông sao không có chút tình cảm nào hết vậy? Phải có chút tình người mới được chứ. Cái cặp trẻ này á, chí tình chí nghĩa đó mà. Một đứa vì anh em có thể hy sinh tính mạng, một đứa thì vì yêu có thể hy sinh tính mạng của mình. Cảm tình hai người họ có thể nói là kinh thiên địa khóc quỷ thần đó. Này giờ thôi bỏ đi, coi như là nể mặt tôi. Thả họ đi mà. Không được không được, thả họ ra rồi họ lại đi nói chuyện yêu đương, đây là một vấn đề đó. À nè, tôi có cách đó. Na Tra thì giao cho Lý Thiên Dương quản thúc, còn Tử Di thì giao cho tôi đi, có được không hả? Ai ra đừng có nói thêm nữa, thả tụi nó ra đi, nếu không không kịp đó. Nhưng mà họ đã vì tình yêu mà bỏ mặt sống chết thì sớm muộn cũng sẽ gây ra quả lớn thôi. Ngọc Đế ghét nhất là nhìn thấy các người nói chuyện yêu đương đó. Họ nói chuyện yêu đương tôi đây cũng đâu có tán thành chứ. Huống chi chị của Tử Di là Tử Lan cũng đang vì tình yêu mà lại bị nhốt. Hơi à, ở Thái Thượng Lão Quân à, trong 77-49 loại kim đơn mà ông đã luyện chế đó, trong đó có một loại dòng tình, chỉ cần uống nó vào là có thể quên đi những chuyện tình tứ mà, có phải vậy không hả? Phải. Vậy là được rồi. Lát nữa mỗi đứa cho uống một viên, để cho họ khi uống vô rồi thì tất cả những chuyện tình tứ xưa kia đều bị quên sạch, tất cả coi như không hề xảy ra. Ây giờ như vậy là tốt nhất đó mà. À,
À, Tử Di à, tỉnh lại đi. Tử Di, Tử Di. Na Tra, Na Tra. Na Tra đây. Na Tra, cha nuôi, vậy chúng ta về hả? Ờ, xin cha lỗi. Tử Di, hôm nay cha phải cắt đứt mối tình của con và Na Tra. Con phải ngoan ngoãn vâng lời cha nghe. Làm như vậy là nghĩ tốt cho con. Tấm gương của Tử Lan con đã thấy rồi mà. Hãy uống vào viên thuốc dông tình đi. Dưỡng phụ làm như vậy là nghĩ tốt cho con. Con không nuốt đâu. Con không thể quên đi Na Tra. Xin hãy tha cho con đi có được không? Tử Di à, dưỡng phụ có nỗi khổ tâm riêng đó. Thái thượng lão quân, ta xin người nhà, có được không? Tử Di, Tử Di, Tử Di. Tỷ tử, cô không sao chứ? Ta không sao, cảm ơn. Tỷ nhĩ nhìn chị không có sao chứ? Không sao. Khoan đi, lần sau khi đi nhớ phải cẩn thận chút nha. Ừ. Chà, nó thiệt là cái đồ mắc dịch mà. Nóng quá đi. Thiệt là nóng quá đi. Đã ở trong cái lò này 7 lần 7 49 ngày rồi, vậy mà vẫn không thiêu chết được ta. Không ngờ nó còn khiến cho ta tập thành kim tinh quả nhãn. Hôm nay ta phải ghi nhớ, hôm nay sẽ là ngày Tôn Ngộ Không này đại náo thiên cung. Tề Thiên Đại Thánh tới đây. Có chuyện gì? Bẩm Ngọc Đế, Tôn Ngộ Không đã tẩu thoát ra cung, giờ còn phóng quả thiên cung. Thái Thượng Lão Quân bây giờ cũng đang cứu quả. Hả? Ở Nhị Lan Thần đâu? Bẩm Ngọc Đế, Nhị Lan Thần Cung đã bị yêu hầu phóng quả. Hào Thiên Quỷ đã bị trọng thương. Ờ vậy còn Thất Tháp Thiên Dương ở đâu? Thiên Dương đã thống lãnh Kim Trà Mộc Trà đuổi bắt yêu hầu. Bẩm Ngọc Đế, chúng tôi đã phát hiện trong phòng không có thiên đình đã đi phóng quả khắp nơi rồi. Im lặng, không cần báo nữa. Trẫm đã biết cái con yêu hầu đó phá hoại khắp nơi trên thiên đình. Các vị tiên gia nghe lệnh. Có thần. Toàn lực tầm nã con yêu hầu Tôn Ngộ Không gây ác. Thần tuân chỉ. Hân ở đâu? Có phải ở thiên ngoại thiên hay không? Bây giờ người sinh hoạt ở thiên ngoại thiên có phải được vui vẻ lắm hay không? Còn ta thì thảm thương rồi, phải ở lại đây một mình cô đơn lẻ loi. Ngộ Không, ta nhớ người lắm. Cái đồ mắc dịch mà. Cha đã đúng là cái đồ đúng mắc là cái đồ dịch. Ngủ không? Ta tưởng là người đi đi thiên ngoại thiên. Cái gì mà thiên ngoại thiên? Ta tưởng người đã bị chết. Ta chết rồi thì ai tới cứu cô chứ? Ngủ không? Người cứu không nổi ta đâu. Người vốn không vô đi được. Một bức tường trồng suốt nho nhỏ này mà cản được ta sao? Một cú là đập bể rồi. Ta đập bể cho cô coi nè. Vô dụng thôi. Ta đã có nói rồi, ta không tin ta đánh không bể. Ta không tin là không bể. Ta đập nè, ta đập nè, ta đập nè. Vô dụng thôi, đừng có đập nữa. Tôi không có. Đừng, đừng mơ. Vô dụng thôi. Đừng nhân ngộ không. Đừng, đừng có đánh mơ. Ta xin người, người đừng có vậy. Đừng nhân ngộ không. Ta
thiên ơi, vốn không có làm gì được. Nhìn thấy ngươi chưa chết, ta đã vui lắm rồi. Nếu ngươi có thể hát thêm một lần, ta sẽ cảm thấy thỏa mãn hơn. Đẹp gái, trai đẹp gái, trai đẹp, anh em yêu em. Đẹp gái, yêu anh, anh yêu em. Yêu anh, yêu em, yêu anh. Đẹp gái, đẹp trai, em yêu anh. Yêu em, anh đẹp trai, yêu em, yêu anh. Đừng khóc. Kêu người ta đừng khóc mà mình lại khóc. Đừng như vậy mà. Đừng khóc. Đừng khóc. Ai đó? Ai? Ngủ không? Ngủ không? Gì vậy? Người ta tưởng là từ nay sẽ không nhìn được mặt ngươi nữa, cho nên mới khắc một điều tượng Tôn Ngộ Không có thể ngắm. Ta có một yêu cầu. Nói đi. Muốn nhéo cái mặt của cô. Em cũng có một yêu cầu. Nói. Anh có thể không hứa. Em phải hôn anh. Có được không? Cũng không được. Ta là Thích Ca Mâu Ni Tôn Giả, pháp hiệu là Như Lai. Ta là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Giả đây. Cho người biết chỗ này của Đại Thánh mà người dám tới hả? Người chỉ là một con khỉ đột thôi. Lão Tôn biết 72 biến, biết thuật trường sanh bất lão, vậy có thân kim cương bất hoại đó. Đao chém không chết, sấm đánh không chết. Còn ngươi, ngươi ngoài cái gì, cái đầu thiệt bự, cái mình thiệt bự, cái miệng thiệt bự thì có bản lĩnh gì chứ? Tôn Ngộ Không, nếu như ngươi nhận là pháp lực cao cường, vậy thì chúng ta đấu một phen đi. Nếu ngươi bay ra được khỏi lòng bàn tay của ta thì ta thả ngươi đi. Chê, tưởng ta ngu hả? Ta vừa bay ra, ngươi nắm chặt bàn tay lại, ta có thể bay ra ngoài được hay sao? Thiệt khờ. Tôn Ngộ Không, ngươi thiệt là thông minh. Ngươi thì càng thông minh hơn. Phương pháp này cũng nghĩ ra được. Nếu như ngươi nghĩ ra được câu này, ta nhất định trả lời mà. Hay là như vậy, mình trao đổi nha. Ta để ngươi bay ra khỏi ngũ chỉ sơn của ta. Ta hứa với ngươi, ta không nắm tay lại đâu. Ta sẽ xòe tay cho ngươi bay mà. Nhưng cái chuyện này ta phải vào trước. Ngươi cứ bay vào tay của ta, ta sẽ biến thiệt lớn cho ngươi coi. Nếu ngươi bay ra được, ta sẽ cạo sạch lông của ta, buông tay chịu trói. Được. 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 Vậy thì nhanh lên đi, ta nóng lòng lắm rồi. Để con ngươi làm sao bay đi. Bay đi.
Bay đi. Nếu không bay thì đừng có trách ta đó. Ta đếm trước. 1 2 3. Tôn Ngộ Không, ngươi còn cố chấp ngang ngược, không hiểu được nhân quả tuần hoàn, không hiểu được chuyện đời thật ra chánh phản tương sinh. Có chính diện thì cũng phải có phản diện, hết chính diện rồi thì phải có phản diện. Đời người có lấy mình làm chính, cứ lấy mình làm trung tâm mới gây ra quả ngày hôm nay. Mai này ngươi có thể nghiệm được mỗi một sự vật, hễ có mặt trái thì nhất định có mặt phải của nó. Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không, ngươi đã biết lỗi của ngươi chưa? Phải ở lại đây để ăn năn hối cải. Biết, ta biết rồi, ta phải ăn năn hối cải mà. Phải mất bao lâu? 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày, hay 7, 49 ngày? Điều không phải, ngươi phải ở lại đây 500 ngày. 500 năm. 500 năm, bụng điên hả? Hổ địa. Tham kiến Như Lai Phật Tổ. Ngươi giúp ta săn sóc cho Tôn Ngộ Không, khát nước thì cho nó uống nước đồng, đói bụng thì cho nó uống nước sắt. Và tuân theo lời dặn của Phật Tổ. Phật Tổ à, ta biết lỗi rồi, ta biết lỗi rồi. Ngươi chỉ nói bằng cái miệng mà thôi. Cái miệng nói phục tộc, nhưng mà trong lòng không phục. Chờ ngươi thiệt biết lỗi đã, rồi sau này mới tính đi. Subina, có nghe được tiếng con nít khóc hay không? Phải, bên kia đó. Sư đệ, em nhỏ này dễ thương quá đi. Phải đó. Ngoan. Subina, đây là Trần Giang Lưu. Năm Giáp Tử, tháng Giáp Tử, ngày Giáp Tử, giờ cũng Giáp Tử. Nghe nói là lụm được đứa nhỏ đó. Gì hả? Chúng ta đi coi chuyện gì nha. Anh xử sao đây? Như vậy thì giữ nó lại nha. Hả? Giữ nó lại hả? Giữ nó lại. Chăm sóc nó đây. Phải rồi, ai chăm sóc cho nó? Ai chăm sóc cho nó được? Ngoan 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 ngoan. Ngoan nha. Ngoan chắc tức thị không. Sao? Họ tưởng hành thức ba la mật đa trời. Ai vậy? Sao không đọc theo? Ngủ quẩn chơi vậy? Không. Ủa ai? Sắc tức thị không, không tức thị chắc. Thực ra lại sư phụ ai là đứa nhỏ đó của thị không? Đứa nhỏ mà biết nói hả? Nhỏ mới bao nhiêu tuổi mà biết nói là ca sáng quá kỳ nhỉ? Thì là thần kỳ đứa sư phụ là gì đạo Phật. Tránh ra, tránh ra, tránh ra. Ê, tránh ra, tránh ra đây, tránh ra, tránh ra, tránh ra, tránh ra, tránh ra, bỏ ra, tránh ra, tránh ra, tránh ra, tránh ra. Tránh ra, tránh ra, tránh ra. Ngươi, ngươi gì? Tránh ra mau lên, tránh ra, tránh ra, tránh ra cái bà này bây giờ. Tránh ra, tránh ra cái bà này, tránh ra, tránh ra, tránh ra. Tránh ra, tránh ra, tránh ra. Nhiều cảm ơn cái bà này, tránh ra mau lên, tránh ra. Dừng cái chuyện này. Tới phiên ta. Thí chủ muốn hỏi gì? Ta muốn hỏi, chừng nào thì ta mới làm giàu? Ta tặng ngươi một câu: cường phong tắc nhưỡng đã truyền bầm, tây bán đồng hoa tự lạc hồng. Tích đức hành thiện thần bí dậu, tác ác hy thiện tạo kiếp hung. Người nói cái gì? Ta không hiểu gì hết. Ngươi đừng có sổ văn hoa nữa, giải thích rõ ràng đi. Gió lớn mưa to làm rụng đào hoa, làm rách buồng tàu, nghĩa là tướng hung hiểm. Hùng hiểm à, rõ ràng là cái mạng của ta có số đào hoa. Số đào hoa của ta đã tới rồi phải không? Không phải. Ý là ngươi hành thiện tích đức, tu luyện ác hạnh, vậy mới được đắc đạo. Còn nếu như không, nhất định sẽ bị trời đày. Người nói bậy cái gì? Ê, đi chủ, thả ra. Cái tên hòa thượng này nói tầm bay tầm bạ, các người đừng tin hắn nha. Tội lỗi, tội lỗi. A Di Đà Phật.
Anh đây nha. Trên trời có một con ngỗng, dưới đất có một con ngỗng. Ngỗng bay, ngỗng đánh, ngỗng đi, ngỗng ngỗng ngỗng. Ngỗng mập đòi lấy ngỗng ôm, ngỗng đất đòi lấy ngỗng bay. Ngỗng 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 ngỗng. Có nghe không vậy Tiểu Lan? Ngộ Không, bây giờ ngươi có khỏe hay không? Có còn nhớ tới ta hay không nè? Ta thì nhớ tới ngươi lắm. Hình kỳ của ta đã sắp được mãn rồi. Chừng đó ta nhất định sẽ đi kiếm ngươi. Ngươi phải nhớ hát với ta, chơi với ta. Nhưng mà ngươi nhớ đừng bao giờ quên ta nha. Trang Phẫu. Quyền Trang, chuyện gì? Chỗ này con Công Hiển muốn tỏa giáo sư phụ. Vậy con qua đây. Sư phụ, câu này ở trong kinh chữ Phàm, ý nghĩa như khác với mình phiên dịch. Sao lại nói như vậy? Sư phụ coi câu này, Mali Mali Hum. Con coi nó cứ không ngừng lặp lại. Không thế nào là phụ trợ Phật tổ, Phật tổ. Phật tổ lại không phải là người, đâu có cần người ta phụ trợ. Nên con nghĩ giải thích là quy y ngã Phật mới đúng hơn. Nói đúng lắm. Không ngờ con còn nhỏ tuổi mà lại có huệ căn như vậy. Thiệt là vô duyên. Vô duyên quá đi. Thiệt là vô duyên. Hey, không có người nào hết. Người thì không có, nhưng mà thần tiên có một người có lấy không? Lấy Kim Tinh Gia. Đại Thánh Gia. Sao rảnh tới chơi vậy? Ngồi đi. Ây da, đừng có chơi ta nữa. Người tưởng ta ngồi đâu đây? Trời là mùng, đất là nền, đá là ghế. Muốn ngồi đâu thì ngồi. Đại Thánh Gia, ngươi quá thật tính nào thật nấy đó. Anh tới bây giờ vẫn còn tiếu lâm như vậy. Ta nhìn thấy ngươi mới vui thôi. Ngươi coi đi, thường ngày ta đâu có cười nổi. Đừng nói chuyện này nữa. Ngươi từ xa tới không phải chỉ có hai nải chuối chứ? Hai nải chuối thì không có, nhưng mà chỉ có một trái thôi. Ấy là chuối. Chuối. Ôi da, thơm quá đi à. Ôi da, có ngồi không? Để ta thổi cho ngươi nghe. Thơm quá. Đã bao lâu rồi chưa được ăn chuối vậy? Coi phản ứng của ta đi, vậy là ngươi biết rồi. Ít nhất cũng 200 năm rồi chưa được ăn. Nè, ăn thêm một miếng đi. Ngày thường ngươi ăn cái gì? Không, Phật tổ dặn là hắn kêu thổ địa và quan công, nếu khi ta đói thì cho ta uống nước đồng, khác thì uống nước sắt đó. Có ngon hay không? Người hỏi chuối hay là nước đồng hay là nước sắt vậy? Dĩ nhiên tao hỏi cái này. Ây da, thơm quá đi. Đương nhiên chuối là ngon nhất. Anh này nè, ăn thêm miếng nữa đi nha. Ây da, ta được ăn mừng đến nỗi muốn khóc đó. Ây da, chỉ là một trái chuối thôi đã vui như vậy, thiệt là tội nghiệp quá. Ê, người cũng to gan thiệt. Phật tổ đã căn dặn chỉ cho ta uống nước đồng và nước sắt thôi, người dám lấy chuối đưa ta ăn? Ta không có to gan vậy đâu, ta chỉ nhận lời gửi thác thôi. Ngươi coi đây là cái gì? Cái lược. Đã trải qua cái gì? Trải qua cái gì? Trải đâu ngươi hả? Không phải, trải qua lông của ngươi đó. Trải qua lông của ta? Lúc đó ngươi đã uống sai cho nên không nhớ được. Để ta đưa ngươi trở về không gian hôm xưa để hồi ức lại. Trong đám khỉ, người thiệt là tội nghiệp nhất. Từ hòn đá nổ ra, không cha không mẹ, trời xanh trời nuôi, quả thiệt là tội nghiệp. Nhưng mà cho dù là vậy, cũng không thể tối ngày cứ kêu là cô nhi mép môi mà, thì khiến người ghét đó. Cho dù không ai coi nặng tới người, cả thế giới này không ai coi nặng tới người. Dương mẫu này, Dương đại nương này nhất định coi nặng tới người. Ta tin rằng người nhất định sẽ làm ra được việc đó mà.
Cho dù không có Dương đại nương này đi nữa, nhất định cái người sẽ cố gắng mà. Nhớ nhờ, người hãy cố gắng ha. Dương mẫu nương nương vẫn còn lòng tin với người đó. Bà thấy rằng ở trong đời của người quyết không thể nào xuất hiện được nữa đâu. Còn cá xa cũng không xuất hiện được. Ngọn núi đè lại người. Người đừng tưởng con cá xa thiệt hung hăng à. Thật ra nó chỉ là một con cá ốc thiệt là dễ thương đó thôi. Khi lòng người không còn dương dấn và bắt đầu có mộng tưởng, cái lúc đó được giác ngộ, thì con cá kình này sẽ từ từ rời khỏi người. Khỉ con à, người có hiểu hay không vậy? Người có hiểu hay không vậy? Người có thật sự hiểu hay chưa? Hiểu. Được. Hiểu. Hiểu hả? Hiểu hả? Cái gì? Xem chút đã quên, có một người hết sức là quan trọng nhờ ta đem một món quà tới cho ngươi. Ai vậy? Là con nuôi của ta, Tử Lan đó. Thiệt à? À, cố nhờ ngươi đem cái gì? Nó nói là kêu ngươi cứ tưởng tượng ta là nó, rồi ngươi phải lắng tai để nghe cái tin ngọt ngào này nghe hả? Chuẩn bị xong chưa? Ta bắt đầu đó. Đẹp trai em yêu anh. Đẹp trai em yêu anh. Em yêu anh. Đẹp trai anh yêu em. Anh yêu em. Em yêu anh. Đẹp trai anh yêu em. Đẹp trai anh yêu em. Em yêu anh. Em yêu anh rồi anh yêu em. Yêu nhau. Có vui hay không hả? Vui à. Có còn hay không vậy? Kim tinh già ngươi qua đây. Nhắm mắt lại đi. Chu cái miệng ra. Ngươi làm cái gì đó? Người ta tặng quà đương nhiên ta phải hồi lễ mới được chứ. Người chuyển lời cho cổ biết, ta gửi người đem ảo tưởng gì với cổ, nói là ta hôn cổ một cái. Thiệt dễ dãi cho ta quá. Làm phiền nha. Tất cả đâu. Phải trả lại cho cô. Gái đẹp anh yêu em. Anh yêu em Gái đẹp anh yêu em. Gái đẹp anh yêu em. Yêu em nhiều lắm. Yêu em. Hôm nay là đại hội thuyết pháp thiền tôn của toàn quốc do tiểu thần đồng của Kim Sơn Tự đối hộ quốc đại pháp sư Đại Chí Thâm. Phật tổ chỉ lý tam quan, trẻ quá quan trèo kính bích, đi tung hoành tự tại. Quyền Trang, người có biết là tam quan nào không đây? Tam quan chính là ba giai đoạn để mở ra đụng ngộ, phân biệt là sơ quan, trùng quan và thanh tử lao quan. Vậy người có biết tam quan ý là gì không? Sơ quan là phá trừ tất cả tà kiến thế tục, khám phá tất cả. Không sai. Trùng quan là nhìn thấu đạo lý, tất cả giai thông, hiểu được vạn vật đều do lòng người tạo ra, mà vạn vật đều có Phật tánh và Phật thể. Đúng, đúng lắm. Cuối cùng lãnh ngộ đạo lý xong, tinh thần được tự do, là có thể chạy ra được sanh tử quan, thực tiễn mục đích căn bản của thiền sanh. Tốt. Nhà Phật có nói, nhất niệm nhược vô, chúng sanh thành Phật. Vậy thì chó con có tánh Phật không hả? Có. Còn hòa thượng có tánh Phật không đây? Ta thì không có. Tất cả chúng sanh đều có, sao người lại không có? Vì ta không phải tất cả chúng sanh. Người không phải chúng sanh, không lẽ người tự nhận là Phật hay sao? Ta không phải Phật. Người không phải là Phật, vậy người là cái gì? Ta cũng không phải Phật. Ta mỗi ngày mất 8 canh giờ tọa thiền đó. Còn con,
Ta cầm tỏa chiền, sao người phải ngồi lòng như vậy? Ta làm Phật. Ta mỗi ngày lấy một cục gạch ngồi trước mặt Phật, đừng để mài. Mài nó làm cái gì? Mài cục gạch thành tấm gương. Hả? Tức cười, gạch làm sao mài tấm gương được chứ? Đúng, ta biết. Như vậy tỏa chiền lại làm sao thành Phật? Người. Thiệt thẹn. A Di Đà Phật. Ê, cây kim sai phượng hoàng của ta đâu? Hả? Đã xảy ra chuyện gì đây hả? Đã xảy ra chuyện gì khiến cho pháp bảo của chúng tiền già để biến thành tinh bỏ chạy ra khỏi thiên cung vậy? Vừa rồi lúc ta thiền tọa, cảm thấy những khí bất tầm thường sẽ sinh ra dị biến, không ngờ lại xảy ra mau như vậy. Ta cũng mơ hồ cảm thấy có một luồng sức mạnh đen tối như sắp hành động đối với những thần tiên, mà tu vi chưa có tới lãnh vực chí cầu, quả thật có một chút ảnh hưởng. Như vậy để ta coi đã xảy ra chuyện gì và mai này có ảnh hưởng gì không. Coi bộ tai kiếp lần này không phải là tầm thường đâu. Không lẽ là... Nhất định rồi, chuyện đến nước này chỉ còn coi thiên thạch có chỉ dẫn gì hay không. Phật tổ, ngươi có thể giải thích một chút được không vậy? Thiên thạch là Phật khí do Phật tổ thượng cách để lại cho chúng ta. Người nói kiếp này chúng ta gặp một tai kiếp thì khó ứng phó. Nếu gặp tai kiếp này, thiên thạch có thể chỉ dẫn phương hướng chính xác cho chúng ta. Coi bộ lần này chúng ta cần chỉ dẫn rồi. Phật tổ, có thể chỉ thị cho chúng tôi coi được không? Thế dân, thức dậy mau đi. Ờ, Chiến dân là hai người hả? Chúng ta tới đây rồi mọi người. Hê, lại là giấc mơ này. Tại sao chứ? Chậm dạo này cứ hay nằm ác mộng. Ác mộng ra sao? Chậm mỗi lần đều mơ thấy Chiến dân và Quyền Trăng hai quan hồn này bắt chậm với đền mạng. Hoàng thượng nhất định quốc sự quan trọng, cho nên lòng thể mệt mỏi mới nằm ác mộng thôi. Cho nên mỗi lần chậm nhắm mắt lại là hai quan hồn đó lại xuất hiện. Nếu cứ như vậy, Nghệ Khanh Gia. Dạ hoàng thượng. Người có cách nào khác không đây để giải quyết cho đậm? Quan hồn này sợ nhất là sát khí. Hoàng thượng à, tôi nghĩ hay là phái hai quy võ đại tướng quân bảo vệ hoàng thượng để đẩy lui những quan hồn này đi. Quan thượng. Ta còn tưởng có hai quy võ đại tướng quân gác bên ngoài là có thể giúp trẫm đuổi đi những quan hồn đó. Ai ngờ, Nghệ Khanh Gia, còn cách nào nữa không đây? Nghe nói là ở đại lộ Trường An có một thần bốc quyền tử, việc gì cũng hiểu, hay là đi thọ giáo hắn đi. Thần toán. Lâu nay coi bối vốn là một lượng, bây giờ đổi thành một dạng lượng. Thần toán quả nhiên là thần toán, biết của quý nhân tới hỏi chuyện ha. Người lại không phải là người đó, biểu hắn tự tới đây đi.
Nằm mơ thì ai nấy cũng đều bị. Cần gì phải lánh né như vậy chứ? Tốt, ta quả nhiên không có kiếm lầm người. Thần Cốc Tử, tại sao người biết là chậm hỏi người chuyện gì? Đêm có mộng khuấy nhiễu, tỉnh lại định cát hùng. Không nghe lời thánh nhân, người sẽ bị thiệt thòi. Tiên sinh biết được chuyện gì, xin nói thẳng ra đi. Hoàng thượng, ngài bị ác mộng quấy nhiễu. Những ma trong mộng đều là những người chí thân, cho nên mới không có được an lòng. Xin hỏi tiên sinh, có cách nào giải quyết cho trẫm không đây? Xin thứ lỗi, ta nói thẳng, trong lòng có ma rồi mới thấy ma. Chắc là ngươi đã hại người trước, rồi người mới hại ngươi, là ân quả cùng hoàng đó. Ngươi, hoàng thượng, ngài biểu ta nói thẳng mà. Xin lỗi. Hoàng thượng, việc mà ngài phạm là sát khí quá nặng, cho nên đã gây về không phải là thứ ác ma tầm thường. Muốn được giải quyết hoàn toàn, chỉ có việc lấy được Tây Phương Đại Thánh Phật Kinh, dùng kinh văn để siêu độ cho con cháu, khử trừ tà ma thì mới có thể ngủ được yên giấc. Cuốn kinh sách này làm sao mà có thể kiếm được? Đại Thánh Phật Kinh này để ở Lôi Âm Tự của Tây Thiền, người bình thường nhìn không thấy, kiếm cũng không ra. Nhất định phải có một nhân tuyển thích hợp, đại diện hoàng thượng đích thân tôi Lôi Âm Tự đi tiếp ứng thì mới lấy được thôi. Xin hỏi tiên sinh, làm sao kiếm được nhân tuyển thích hợp đây? Người này ngày sinh tháng đẻ nhất định phải là năm giáp tử, tháng giáp tử, ngày giáp tử, giờ giáp tử. Còn nữa, hắn nhất định phải hiểu biết được phàm dân. Nhưng mà biển người mênh mông, biểu trẫm đi đâu mà kiếm được người này chứ? Hoàng thượng, ở đây có một cấm hộp. Lúc ta thâu hình đã gặp được Quan Âm, Quan Âm đã tặng cho ta, còn nói với ta là sau này sẽ gặp được con rồng trong mây. Cái hộp này nhất định sẽ giúp ích được cho hắn. Ta nghĩ là muốn ám chỉ hôm nay đó. Hoàng thượng, trên hộp còn có phàm dân. Nếu mà người kiếm ra được người này, mà ngày sinh tháng đẻ phù hợp với điều kiện, lại nhìn hiểu được những chữ phàm trên hộp này, thì cái hộp này sẽ tự động mở ra. Ở trong đó có một lá thần bùa định ma, nó có thể khử bách quỷ, né tà thần, có thể giúp cho ngài tạm thời trấn áp được ma quỷ trong 7 năm nữa. Chỉ có 7 năm, rồi 7 năm sau chấm phải làm sao đây? Cho nên người này nhất định phải ở trong 7 năm lấy kinh trở về, siêu độ con cháu và huynh trưởng của ngài, như vậy mới giải quyết được câu chuyện. Cảm ơn thần toán chỉ đường dẫn lối. Giảng đi, mau lên. Giảng đi, giảng đi, mau lên, mau mau. Trần Văn Lưu, năm giáp tử, tháng giáp tử, ngày giáp tử, giờ giáp tử, ta nhớ không có lộn mà. Thiên đạo giống háo sần, lúc này thiệt như thế nước và lửa. Ngộ Không là người có thể quá giải được tai kiếp này, muốn đối phó với thiền mà chỉ có thể nhờ nó mà thôi. Gỡ trói và kiếm người buộc dây, nay Ngộ Không là người giải tai kiếp này, bổn tọa lập tức tới Ngũ Chỉ Sơn kiếm nó. Ngộ Không bẩm tánh nghịch ngợm khó thuật, hắn không dễ dàng chịu tiếp nhận nhiệm vụ này đâu. Cái con khỉ này lâu nay chịu mềm không chịu cứng, nó bị nhốt ở Ngũ Chỉ Sơn mấy lâu, ta nghĩ cũng tới lúc phải đi coi nó tu hành như thế nào. Cái việc tai kiếp đã kéo đến trước mắt rồi, ma thì lo cho chúng sanh bị giãn kiếp bất phục, bất cứ giá nào cũng phải thuyết phục được con khỉ này. Cái tên Võ Khúc Tinh Quân này đúng là lòng lan dạ sói, lại còn tráo trở nữa. Nhìn bề ngoài thì chánh nghĩa, nhưng nội tâm thì gian trá, tặc khinh dễ người đó. Ngọc Hoàng Đại Đế cũng thì lại to gan, thấy đại thánh gia mà không quỳ. Cái tên Ngọc Hoàng đáng chết này, gạt ta lên thiên đình làm gì? Bạch Mã Hồn, chức quan gì mà nhỏ xíu, đại hội ban đầu lại không mời ta tới ăn, ta phun nước miếng cho ướt nhẹp ngay luôn. Giỡn gì, ta nhận ra được. Người thì cái lỗ tai dài dài, cái mặt tròn tròn, cái miệng thì cười cười tối ngày, làm như là nhân từ lắm. Nếu người nhân từ thì đâu có đè ta ở Ngũ Hành Sơn này. Phật Tổ đại ca,
ta. Ây da, ai đó? Quan Âm tỷ tỷ hả? Ngộ Không. Chê. Ngộ Không, 500 năm nay người sống thế nào? Đã lắm. Có cái gì đè đè ta? Tiệc lại sướng lưng quá đi. Khát nước thì uống nước đồng, đôi bụng thì uống nước sắt. Bây giờ đại thánh gia mình đồng gia sắt đơ. Thiệt là cảm ơn các ngươi nhiều. Không có chuyện gì đừng tới làm phiền ta. Đáng lẽ ta không định thả ngươi ra. Nếu như ngươi thích ở lại chỗ này, ta cũng hết cách. Ây da, đừng có đi. Chuyện gì? Quan Âm tỷ tỷ, ngươi từ xa tới, đâu có thể để tỷ tỷ ngươi đi hùng chuyến. Không muốn xa chỗ này à? Không nỡ, nhưng thay đổi hoàn cảnh chút cũng tốt. Ngộ Không, ta hỏi ngươi, 500 năm nay ngươi ở đây thật ra đã lãnh ngộ được gì? Lãnh ngộ nhiều lắm, ngươi cũng biết mà. Ngươi không nói ta cũng biết. 500 năm nay cách xử thế của người với người quả thật có tiến bộ. Biết vậy mà còn hỏi? Ta hỏi ngươi đương nhiên là có mục đích. Sở dĩ ngươi bị đè với Vũ Hành Sơn hoàn toàn là vì muốn thử thách ngươi, mong ngươi có thể hoàn tất sứ mạng đi thỉnh Tây Kinh. Chà, nên cái đồ mắc dịch, hèn chi chịu thả ta đâu. Thì ra là cái chuyện phải nhờ ta. Nè, không phải nhờ ngươi đâu. Lần này là cơ hội để ngươi tự cứu. Mai này sẽ có một cao tăng đi ngang qua đây. Nếu ngươi chịu theo hắn lên đường thỉnh Tây Kinh, thì hắn có thể đọc ra lời tấu ở trên núi, sẽ giải thoát được ngươi. Để có thể lấy công chuộc tội, ngươi có chịu tiếp nhận nhiệm vụ này hay không? Nếu như ngươi không chịu, ta cũng hết cách. Nhưng mà đường thì do ngươi chọn lựa. Một là tiếp nhận nhiệm vụ đi thỉnh kinh. Mai này ngươi lấy được đại thừa Phật kinh là có thể tu thành chánh quả. Hai là vĩnh viễn sẽ bị đè với Vũ Hành Sơn, vĩnh viễn ở đây hóng gió ăn sương. Được giao dịch. Đại khái là ta đưa cao tăng đi lấy kinh đại thừa gì đó. Mau thả ta ra trước đi. Cảm ơn nhiều, cảm ơn nhiều. Ngươi không cần phải nôn nóng. Mai này đúng giờ giấc ngươi sẽ được gặp. Gặp lắm. Cái lưng của ta ngứa quá đi, ta muốn gãi một cái. Nhưng mà nhiệm vụ này gian nan phi thường, phải cần có chí khí và nghị lực vô biên mới có thể chịu nổi. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Không cần nghĩ, trên thế gian này đã qua cái dũng khí bằng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không ta. Nếu ngươi chịu vì phổ độ chúng sanh mà cố gắng, ta sẽ tọa nguyện cho ngươi. Ngộ Không hãy nghe lời. Nếu như có một vị cao tăng đi ngang qua đây mà hắn có thể đọc ra 7 chữ chân ngôn ở trên núi, thì sư phụ được tâm tạng của ngươi. Nếu ngươi chịu theo hắn tới Tây Phương đi thỉnh kinh, là ngươi sẽ lập tức rời khỏi núi Hành Sơn. Đường tam tạng nghe cũng xuông miệng lắm. Nhưng trước khi hắn thả ngươi ra, ngươi nhất định phải đeo cái vòng kim cang mà hắn thí cho ngươi. Vòng gì? Vòng quả cương hả? Là vòng kim cang. Vòng kim cang là vật tinh thông tâm linh giữa ngươi và đường tam tạng. Khi hắn gặp tai kiếp, thì vòng kim cang này sẽ kêu lên để gia tăng sự tương thông của hai người. Như vậy thôi à? Được có sao? Thật ra còn có một công dụng khác. Lạ gì? Mai này ngươi sẽ hiểu. Ngoài ra còn có ba người thân các người lên đường. Khi các người hồi hộp lại, họ phải bái đường tăng làm sư phụ của các người, có hiểu chưa? Vậy từ nay ta đâu còn là Tôn Ngộ Không nữa. Vậy gọi là gì? Mạnh giỏi, tiểu đệ là... Tiểu đệ là Hoa Quả Sơn, Thủy Linh Động, Mỹ Hậu Dương. Còn nữa, biệt danh của ta là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Ngộ Không? Ngộ Không, ngươi phải ghi nhớ nhiệm vụ lần này rất là gian nan. Các người nhất định phải hỗ trợ với nhau mới có thể thành công. Nghe rõ. Quyền Trang, không cần phải bái nữa, đứng dậy đi. Quyền Trang, ông trời đã ban thiên phú cho người, thì nhất định có chuyện lớn bắt người phải hoàn thành. Vậy người phải cố gắng đó nha. Dạ, sư phụ. Quyền Trang nhất định không phụ lòng ủy thác của sư phụ. Tinh thần tuyên dương Phật Pháp của chúng ta là phải tu hành. Nhớ tu hành cho thiệt tốt đó. Đệ tử xin ghi nhớ trong lòng. Nè, Thú Bệ Đại Ca, nghe nói có rất nhiều người tới ứng thí, nhưng mà tại sao đi vào rồi lại không thấy ra vậy? Đã đổi nơi quy rồi, mình có rất nhiều người tới lừa gạt bị bợm đó. Hoàng thượng trừng phạt các khi quân đánh nặng 100 đoàn, cho nên bây giờ đã không có ai tới nữa. Hôm nay ngươi là người duy nhất đó. Nghệ Khanh Gia, bao nhiêu người tới rồi vẫn không có nhân tuyển thích hợp, phải xử làm sao đây?
Hoàng thượng đừng có lo lắng, người này nhất định sẽ xuất hiện đâu mà. Có phải hình phạt quá nặng khiến người ta bỏ chạy không hả? Hình phạt nặng mà dám tới, nhất định là có bản lãnh. Nhưng mà tới bây giờ vẫn chưa có ai tới. Hoàng thượng, hôm nay sẽ có một cao tầng tới ưng thi, hoàng thượng xin hãy nhẫn nại một chút. Khởi bẩm hoàng thượng, quyền trang tới. Bần thần không kiến hoàng thượng. Bình thần, tạ ơn hoàng thượng. Người là quyền trang, xin hỏi là hòa thượng của chùa nào? Bẩm đại nhân, quyền trang là hòa thượng của Kim Sơn Tự, sư phụ là pháp sư Huệ Năng. Ờ, vậy người chắc chắn là biết Phạn Văn rồi chứ hả? Dạ, có chút nghiên cứu. Phạn Văn ở trên cái hộp này, hãy đọc ra nghe thử đi. Phạn Văn trên hộp viết là giết anh giết em, thiên địa nan dung. Đồ ghét. Hoàng thượng, Phạn Văn trên hộp này quả thật đã giết, giết anh giết em, thiên địa nan dung. Người còn dám nói bậy, cái tên hòa thượng to gan này dám thốt lời bậy bạ mộ phạm hoàng thượng. Người đâu, lôi ra ngoài đánh nặng 100 đòn. Dạ, đi, đi. Phạn Văn trên hộp quả thật viết là như vậy mà, hoàng thượng. Hầu gia, hầu gia, hầu gia. Xá lợi tử sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Tha tưởng hành thức, diệt dục như thị, xá lợi tử. Hòa thượng kia cấm miệng đi, nếu không tôi nuốt ngươi vô bụng. Sanh tánh ác quỷ đạo, tái tạo chu ác nghiệp, ác quả á dị địa ngục, hồi đầu là ngạn. Hòa thượng, người có Phật pháp hộ thân mới thuốc là ngâm cô. Người chỉ cứu người mà bỏ mặt ác nhân, như vậy đâu có gọi là chúng sanh bình đẳng. Người thật là uổng sống mạnh nè. A Di Đà Phật. Hôm xưa Phật tổ cắt thịt, chỉ cần ngươi có thể tha cho hoàng thượng, thì dù ta có chết đi, lại có khó khăn gì? Được, thì quyết định như vậy. Thánh Đăng, ngài không sao chứ? Bần tăng không sao. Mày của thánh tăng xá thần cứu mạng, chậm nhất định phải ban thưởng cho người. Tất cả đều là ảo tưởng, chỉ là thử thách của Bồ Tát thôi. Tài kiếp đã là hư ảo, công lao cũng là hư ảo, không cần thưởng thí. Tốt, thì không thể là thánh tăng. Nhất thế tu di pháp, như mộ dịch, như mộ điện, dạng tượng vô tâm khởi, nhất niệm thích nghệ chân. Vừa rồi trong trận ma quang, Trâm đã nhìn thấy những kẻ ác ma. Chỉ cần có lòng từ bi thì không sợ hãi. Nghệ Khanh Gia, có thần. Từ nay không cần canh gác thẩm cung cho Trâm nữa, tất cả đều là ảo tưởng, không cần phải sợ. Thần tuân chỉ. Chúc mừng hoàng thượng hiểu được chân nghĩa của thần Phật. Thánh tăng không chịu tiếp nhận thượng thí của vật chất, Trâm sẽ thí cho người một nhiệm vụ trọng đại. Hoàng thượng, Quỳ Trang dân lệnh hoàng thượng đi Tây Thiên lấy kinh, cho dù là gian khổ cách mấy cũng không chối từ. Trâm quả nhiên không nhìn lầm người. Thi lễ. Quyền Trang nghe lệnh. Từ nay Trẫm phong cho người làm đại đường thánh tăng, được hưởng quan vinh vạn thế. Từ nay ngươi là ngự đệ của Trẫm, bất cứ ai cũng không thể bất kính với người. Hoàng thượng, Quyền Trang có tài đức gì mà được vinh dự câu cả này? Người chịu bỏ mặt gian khổ đi Tây Thiên lấy kinh là vì bá tánh của đại đường. Trẫm chỉ đại diện cho bá tánh của đại đường, tỏ một chút tâm ý với ngự đệ mà thôi. Tạ long ân hoàng thượng. Ngự đệ đứng dậy. Trẫm thí cho người một áo cà sa và một cây thiết xà trượng, để chứng tỏ người được đại đường vạn dân kính nể, địa vị cao sùng. Ta ơn hoàng thượng ân thí.
Ngự đệ rộng lượng từ bi, không những giải quyết được phiền não ác mộng của trẫm, còn tự nguyện tới Tây Phương để mà lấy kinh phổ độ chúng sanh, thì là công lao to lớn. Bây giờ trẫm đại diện cho bá tánh của đại đường cảm ơn ngự đệ luôn tiện cung tiễn lên được. Hoàng thượng, ngài không cần khách sáo. Người xuất gia suốt đời âm lòng làm thiện, phổ độ chúng sanh có duyên, tế bần cứu thế là điều đương nhiên mà thôi. Tốt, tốt. Trẫm đã chuẩn bị một vạn lượng vàng cho ngự đệ sử dụng trên đường đi. Vinh hoa phú quý bản vô thường, vạn vật giai không, đó là chuyện bình thường. Hoàng thượng không cần lo lắng cho ta. Một vạn lượng vàng đó nên để lại cho vạn dân sử dụng. Phước của chúng sanh là phước của chúng sanh. Nếu như vậy, trẫm thí cho ngươi một cái bát Phật tử kim để ngươi dùng ở trên đường. Tạ ơn hoàng thượng. Lần này ngự đệ vì bá tánh của đại đường tới Tây Phương lấy kinh, có thể coi là ân nhân của chúng tôi. Ta chỉ là tròn trách nhiệm của một đệ tử Phật môn thôi. Ta đã có hỏi quốc sư rồi, hôm nay là ngày lành xuất hành đi xa, nhất định sẽ được thành công. Tạ ơn hoàng thượng. Nghệ Khanh gia. Có thần. Ở trên văn kiện thông quan này đã có dấu ấn của trẫm rồi, giúp cho ngự đệ lên đường không có cản trở. Hơn nữa còn có hai tùy diện và một con tuấn mã đang chuẩn bị sẵn sàng. Cảm ơn hoàng thượng ân điển. Đại sư à, chúng ta đi đường cả đêm rồi, nước đã uống hết, phải làm sao đây? Được, vậy chúng ta lại đây nghỉ chút đi nha. À, dạ 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 dạ. À, mời đại sư. Hả? À, có nước đó, à, có hồ đó. Đại sư có nước rồi kìa. Đại sư à, có nước rồi, mau lên. Chỉ là lầu cát sao mà. Hả? Nước đâu rồi? Hả? Hồ cũng không thấy. Chỉ là ảo giác. Hả? Có yêu quái. Hả? Yêu quái. Đừng sợ. Trở về đi, đừng có đi nữa. Không được. Nếu như đi, ta sẽ giết người đó. A-di-đà Phật. Không giết người thì sẽ có rất nhiều khổ nạn. Người còn phải đi sao? Phải. Ta không sợ yêu quái, cũng không sợ khổ nạn. Tâm sanh thì ma sanh, tâm diệt thì ma diệt. Ta không sợ người, ngươi lại có gì mà đáng sợ? Ngươi không sợ ta? Ta đã từng hứa với hoàng thượng phải lấy được đại thừa Phật kinh để phổ độ chúng sanh. Chuyến đi Tây Phương này, cho dù là trùng trùng gian khổ, có nhiều hiểm trở, nhưng ta sẽ không có rút lui đâu. Ý chí của người quả nhiên là cương quyết, thiệt là tốt. Quan Âm Bồ Tát. Quyền Trang bái kiến Quan Âm Bồ Tát. Quyền Trang, hôm nay ngươi tự nguyện gánh trọng trách đi lấy kinh, dọc đường sẽ gặp nhiều trắc trở. Nếu như ngươi không quán không giận mà chưa có nhẫn nại, nhất định sẽ qua được trùng trùng gian nan. Cảm ơn Quan Âm Bồ Tát chỉ dạy. Chúng sanh đam mê thất tình lục dục, nên sa thân vào bể khổ, lầm đường lạc bước mà vẫn không biết, thật là tự chuốc lấy. Tuy rằng tà ma ngoại đạo quyết không đứng chung với ta, nhưng ông trời từ bi, nếu có thể cảm hóa được tà ma ngoại đạo cải tà quy chánh, cũng là tích đức cho thiên hạ. Quyền Trang nhất định sẽ ghi nhớ, noi theo cõi lòng phổ độ của Quan Âm Bồ Tát. Quyền Trang, chuyến đi này nguy hiểm trùng trùng,
Để ngươi có thể bình an lấy được Tây Kinh, ta sẽ thí ngươi 4 tên đệ tử để bảo vệ cho ngươi lên đường, để ngươi sớm ngày trở về. Trước tiên ngươi tới núi Ngũ Hành Sơn giải cứu đại đệ tử thứ nhất Tôn Ngộ Không. Bẩm tánh của hắn rất nghịch ngợm. Trước khi thu làm đệ tử, ngươi nhất định phải bắt nó tự đeo lên dòng kim ca mới có thể tụng kinh giải tấu, để hắn rời khỏi ngũ hành, có biết không? Đệ tử xin nghe. Và ta sẽ truyền thụ một số kinh văn tấu ngữ cho ngươi ở dọc đường, nhất định ngươi sẽ dùng tới. Đệ tử xin vâng lời. Thì ra là một giấc mơ. Dòng kim cương. Bẩm đại sư, trên đường lấy kinh quá gian khổ, không thể tiếp tục đi với đại sư, chỉ đành bỏ đi không giả từ. Xin đại sư bảo trọng. Tại sao lại không thể nhẫn nại chứ? Sao hôm qua vẫn không nhìn thấy ngọn đồi này? Có phải muốn đánh chết đứa nhỏ này hay không hả? Quan Âm tỷ tỷ! Ý! 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 Tên này nhất định là tên tiểu hòa thượng tới đây cứu mình rồi. Nhất định đây là tên đệ tử theo mình đi lấy Tây Kinh. Coi cái tướng của hắn kìa, hơi ốm chút. Nếu như không có nhiều lông lá thì càng hay. Mạnh giỏi. Mạnh giỏi. Quan Âm đã nói với ngươi rồi hả? Có nói. Ta nghĩ Quan Âm cũng đã nói với ngươi rồi mà. Nói rồi. Vậy cái chuyện này là chuyện tốt hả? Chuyện tốt. Với ngươi thì càng tốt. Với ngươi thì càng tốt hơn. Có ta Hòa Hoa Sơn Thủy Liêm Động Mỹ Hầu Dương Tề Thiên Đại Thánh bảo vệ cho ngươi mà. Về chuyện này thì ta vẫn chưa biết. A Di Đà Phật. Đà Phật đã chơi đừng nói nhiều nữa. Đừng nói làm gì, mau thả ta ra đi. Ngươi nhờ người ta cứu ngươi, tại sao lại vô lễ quá vậy? Vậy ngươi biết không? Biết. Lễ phép đó mà. Ta hỏi ngươi có biết cứu ta hay không đi kìa. Dĩ nhiên là biết. Vậy ngươi có biết hay không? Nếu ta biết thì 500 năm trước ta đã tự cứu mình ra ngoài rồi. Ta nói là lễ phép. Không biết. Thật không biết hả? Không. Ngươi có vẻ thông minh. Vậy không biết tại sao? Không biết. Vậy Ngũ Chỉ Sơn cũng là một nơi ở lý tưởng đó hả? Ta biết. Xin lỗi. Đừng trách khỉ con không biết chuyện này. Làm phiền ngươi đọc kinh giùm ta. Thả ta ra giùm đi. Mau lên. Quan Âm Bồ Tát có nói là biểu ngươi phải tự đeo lên cái dòng kim cương này của Bồ Tát, rồi theo ta đi Tây Phương lấy kinh, mới có thể giúp ngươi lấy lại sự tự do. À, được. Qua đây. Đeo lên. Như vậy từ nay ngươi với cái dòng kim cương này nhập hai làm một, trở thành một thể. Được, người con dòng con, người mất dòng mất.
Nhưng mà có kiểu nào đẹp chút không? Hết chọn lựa. Ngươi có thể không đeo. Được rồi, đeo thì đeo, 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 đeo lên. Cái dòng của nước nào đây? Đeo lên thấy thì thoải mái đó. Ngươi có phải đeo quá thấp hay không? Vậy hả? Thấp à? Có phải gì không? Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Cha, ta đã chuẩn bị xong rồi. Đừng ngủ không, chúng ta lên đường nha. Nói mau, bây giờ kêu ngươi gì? Quan Âm Bồ Tát cũng kêu ta là Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng? Vậy ta kêu ngươi là Đường Đường hay là Tạng Tạng nha, chịu không? Hay là vậy đi, kêu ngươi là Thằng Tam, Thằng Tứ, Thằng Ngũ, Thằng Lục, Thằng Thất, Thằng Bát, Thằng Cửu, Thằng Thập. Nghĩ thì coi, lúc đó thì sao đi? Bây giờ lá tôn thì là vui mừng lắm. Ta phải về qua quá sơn để tắm rửa cái đã. Ngươi tự lên đường trước đi, ta được theo kịp mà. Nhưng cũng không bảo đảm tôi được theo kịp đâu. Ngày đầu tiên bái sư đã không nghe lời sư phụ rồi. Không thích nghe thì không nghe. Ngươi làm gì ta? Hả? Vừa rồi ngươi tự nguyện theo ta đi Tây Phương lấy kinh, sao lại thúc lời tráo trở? Thích tráo trở thì tráo trở, làm gì được ta? Mày nhào lộn. Vị thí chủ này, tại sao từ trên trời giáng xuống vậy? Còn giả bộ hả? Chính người đã khiến ta bị vậy đó. Ta đâu phải là chó, tự nhiên sẽ khóa miệng của ta lại. Không những là chụp được ta, mà đau lắm, đau quá. Vậy từ nay con về Quan Quả Sơn hay không? À không vậy, không vậy. Không 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 bao giờ gì. Vậy từ nay gọi ta là gì? Gọi ta là Đường Đường hay là Tạng Tạng? Không gọi Đường Đường, không gọi Tạng Tạng. Vậy từ nay gọi ta là gì? Sư phụ. Hử? Sư phụ. Nghe không rõ. Sư phụ. Bái kiến sư phụ. Thoải mái quá, cảm ơn nhiều. Lấy tay kinh, 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 lấy tay kinh. Chờ nó, cái đồ mắc dịch. Ngộ không à? Sư phụ à, tới rồi, mình đi xuống nha. Ngộ không, đã tới rồi, mình đi xuống nha. Ngộ không à? Chuẩn bị chưa? Phải rồi. Ngươi làm gì đây sư phụ? Ta hỏi ngươi làm cái gì thì đúng hơn. Ta nói là có phải tới rồi hay không, có nên xuống hay không. Ngươi không nói là tới rồi hay là xuống hay không.
Cứ gọi là ngủ không à, ngủ không à. Ta sợ. Sợ cao? Sao không nói cho ta biết? Ta sợ người đó. Sợ ta? Tại sao người làm gì cứ xung đột như vậy? Không theo lời của ta. Ai? Ở đại thánh gia. A Di Đà Phật, hạt tiên nhân. Chuyện gì đó hạt thần? Sao hai người tới chân trời góc biển này vậy? Đừng có nhắc nữa. Không dám giấu giếm. Thật ra chúng tôi thừa lệnh của Quan Âm Bồ Tát tới Tây Phương lấy kinh để cứu thiên kiếp. Đúng vậy, người cũng biết. Ta nhào lộn một cái là có thể đi 10 vạn 8 ngàn dặm rồi. Nhưng mà lạ thiệt, rõ ràng ta đi hướng Tây mà. Nhưng bây giờ lại tới Nam Hải. Đại thánh gia, đi lô âm tự không đơn giản như vậy đâu. Qua nước lạnh quá. Đừng có cái gì làm khó được ta. Như Lai Phật Tổ Ngọc Hoàng Đại Đế Quan Âm Bồ Tát đã chỉ định là qua Quả Sơn Thủy Liêm Động Mỹ Hầu Dương Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không phải làm sứ giả đặc phái đi Tây Kinh. Muốn tới lô âm tự không có lộ trình nhất định. Với lại nói đúng là ở nơi phi phàm phi thiên là lộ trình dài hay ngắn, phải tùy ở lòng của người lên đường. Càng có lòng thành thì con đường càng gần. Nếu như không có lòng thì vĩnh viễn không có tới. Bạn trẻ này bạn nhìn cách mấy cũng vô dụng. Mổ ta hả? Đồ quỷ. Bần tăng hiểu được. Ta cũng mong là trên đời có một chỗ như vậy. Đi tới đó không những là đường xa xa xôi, ở dọc đường phải đi cho vững vàng, vì còn trải qua tai kiếp khổ nạn thì mới có thể tới. Cảm ơn hạt tiên nhân đã điểm quá. Ngộ Không. Ngộ Không. Sao rồi sư phụ? Ngộ Không, chúng ta quay đầu đi lại nha. Quay đầu lại. Phải. Đi. Phải. Mình đi đi. À ừ đi. Thì đi. Mày nhào lộn à, thì là tội nghiệp cho ngươi đó. Từng tuổi này rồi, chưa bao giờ được bay chậm như vậy. Hết cách thôi, đúng không? Hết cách thôi, muốn trách thì trách đại ca nè. Tại đại ca phải đi theo người ta mà. Ê. Ngộ Không, dọc đường đi ngươi cứ thở dài than vắn. Như vậy thì chừng nào mới tới chứ? Ngộ Không, ngươi coi đằng trước là cái gì? Dù gì đây? Là nước. Rồi sao? Có nước, chúng ta không chỉ có thể uống, còn có thể rửa mặt nữa. Sư phụ, nước không phải dùng để uống, không phải dùng để rửa đâu. Như vậy dùng để làm gì? Nước dùng để nhảy đó. Ngộ Không nhảy nước. Con khỉ con này nhiều lúc cũng dễ thương lắm chứ. Sư phụ à, sư phụ, coi ta nè, coi ta nè. Thì là vui quá đi. À, thì là thoải mái. À, thì là thoải mái quá đi. Đã thiệt. Chưa bao giờ được thoải mái như vậy đó. Sư phụ à, sư phụ cũng đi tắm đi, thoải mái ghê lắm. Ý, sao cái không lại có thêm cọng lông dài như vậy? Mọc từ hồi nào đi? Có thêm một cọng lông cũng không cần ngại mà. Ngươi hãy xuôi theo tự nhiên đi. Nếu tự nhiên, dĩ nhiên là không sao. Nhưng cái này thì không tự nhiên, cho nên phải nhổ đi mới được. Không thấy chứng mắt hả? Ngộ Không, lông đã mọc rồi, có rụng thì sẽ rụng mà. Tại sao lại phải suy nghĩ tới chứ? Nguyên đại sư phụ à, có phải con bị mắc chứng lạ không? Con phải trở về qua Quả Sơn để dưỡng bệnh đó. Ngộ Không, yên tâm đi. Quan Âm Bồ Tát nói, khuyết điểm lớn nhất của ngươi là dạ tính chưa thuần, tâm tánh bất định. Chỉ cần ngươi có thể ở trên đường lấy kinh, dẹp đi mãn niệm, khắc phục được tâm ma, lãnh ngộ được chân đế của trưởng thành, thì dĩ nhiên sẽ mọc ra cọng lông vàng thứ nhất, và tu vi của ngươi sẽ tiến tới một lĩnh vực khác. Đợi đến khi mọc đủ 3 cọng lông vàng, chừng đó pháp quả mới hoàn tất, ngươi sẽ tâm quy ngã Phật. Lời lẽ của Hoa Âm Tỷ Tỷ thì là cao thâm, câu nào ta nghe cũng biết, gì mà không hiểu. Ân duyên khi tới, tức khắc sẽ hiểu mà. Không bao giờ hiểu đâu. Không hiểu tại sao ta phải đi theo người đi thỉnh kinh. Người không thấy là sư đồ của mình không hợp trơ hả? Tại sao? Người thì trọc lóc, còn ta thì lòng la. Người thì trắng bóc, còn ta thì vàng kè. Như vậy ngươi muốn sao? Ta hả? Muốn biến một bộ đồ thiệt là đẹp, rồi tự mặc lên có được không vậy? Được. Làm cho bảnh chút được chứ? Được. Làm đẹp chút được không? Được. Vừa bảnh vừa đẹp có được không? Ngươi vui là được rồi. Như vậy có được không? Sư phụ lên đường.
Sau khi Ngộ Không được Đường Tăng giải cứu, bắt đầu hành trình, Ngộ Không bị ngọn núi đè bấy lâu, rốt cuộc đã được trả tự do và còn bái được một người sư phụ được tốt như vậy. Nhưng mà Quan Âm Tỷ Tỷ nói, đi lấy cây kinh thì không dễ dàng gì đâu, từ nay nhất định sẽ phải gặp nhiều yêu ma quỷ quái. Ngộ Không ơi Ngộ Không, ngươi nhất định phải bảo vệ Đường Tăng cho tốt để hoàn thành nhiệm vụ lấy cây kinh. Sau đó ngươi muốn về Hoa Quả Sơn ăn bao nhiêu chuối cũng được đó mà, có phải hay không? Nghỉ chút đi sư phụ, có mệt không? Không mệt. Chúng ta đi đường để lấy kinh, có lẽ phải đi 10 năm hay là 20 năm, đâu có thể bây giờ đã mệt chứ. Từ nay sư đồ chúng ta sống đồng bọc với nhau, chiếu cố cho nhau. Cho nên nói ngươi từ nay phải để ta chiếu cố ngươi mà. Từ ánh mắt của ngươi ta nhìn ra được, ngươi vẫn còn có chút bất mãn sư phụ. Nhưng ta có lòng tin là sau khi lấy được Đại Thừa Phật Kinh, tu thành chánh quả, sư phụ sẽ trở thành một người quan trọng nhất ở trong tánh mạng của con. Vậy hả? Hãy nhớ lời này đi. Ở trong tánh mạng của ta, người quan trọng đã quá nhiều rồi. Khỉ con, khỉ cháu, kể cả một người, người đó là Dương Mẫu Nương Nương, rồi thì Tiểu Bích, tới Na Trà. Hết rồi à? Hết rồi. Thật hết rồi? Hết rồi. Hả? Không biết tại sao dạo này đêm nào cũng nghe được người mớ. Mớ gì? Ca hát. Hát bản gì? Ngươi còn mấy bạn biết hát chứ? Ồ, con voi con dồi biết nhảy. Không phải bài này. Con khỉ biết leo cây. Cũng không phải bản này. Hồ ly biết nhào lộn, trong rừng còn có con heo, con beo, con... Với con dê đừng, con heo, con beo, con dê... Người nói láo. Ngươi còn một tri kỷ, tại sao không nói ra? Quên mất rồi, trong khoảnh khắc không nhớ được. Sư phụ chỉ lo là ngươi không thể quên đi hắn. Ngộ Không, ngay từ lúc đầu tiên ngươi đã hứa là lên đường với sư phụ, đã là xuất gia nửa người rồi. Mong là ngươi có thể đạt tới lục căn thanh tịnh, sống lặng như tờ. Đường đi lấy kinh chúng ta đã gian nan như vậy, nếu như ngươi còn không thu thập lòng phàm, dứt bỏ tạp niệm, kết quả không những không lấy được kinh sách, chỉ lo là sẽ làm liên lụy tới ngươi, và còn liên lụy tới hắn nữa. Hãy hứa với sư phụ, một lòng một dạ giúp ta hoàn tất nhiệm vụ lấy kinh nha, có được không? Được. Ngộ Không, tại sao chúng ta chờ bấy lâu rồi mà vẫn không thấy thuyền gia vậy? Con sông Lusa này lại có ích gì? Mỗi ngày chúng ta đều tới làng cái bên để gánh nước thôi. Có cách nào hơn? Con sông này ngày nào cũng lục lội hết, bây giờ chúng ta lại gần một chút là sợ rồi. Ngộ Không, tại sao quái lại như vậy? Con sông này rõ ràng có nước mà dân làng lại không dùng. Sư phụ à, đừng có nhiều chuyện mà. Mục đích của mình là đi Tây Phương, chứ không phải là con sông này. Những chuyện khác mặc kệ đi, để ý làm gì? Không có thuyền gia thì đi kim cái nhà hay là kim cái hoa. Không có thuyền gia thì chúng ta cũng không ca. Không ca chúng ta cứ mặc kệ người ta. Hai vị thí chủ xin dừng bước. Dẫu vậy? Chuyện gì? Xin hỏi chỗ này không có thuyền gia, làm sao chúng tôi mới qua sông được? Hả? Qua sông hả? Ê, ta cũng muốn qua sông, nhưng mà cái sông này đã bị hạ độc rồi, cả một cọng lông hồng cũng không có trôi nổi, làm sao mà qua sông đây? Phàm phu tục tử như người đương nhiên là không có cách gì, nhưng lão tôn mà muốn qua sông dễ dàng thôi. Câu này ta nghe nhiều rồi, nhưng mà mỗi lần kết quả đều bị chết đuối. Ở đây đừng có nói láo, tới bây giờ đã bị mất 100 dân làng rồi. Sư phụ, người hãy về đi, gần đây thì đã có nhiều dân làng bị chết đuối đó. Hơn nữa, lát nữa khi con sông này nước tràn lên, sóng thì là cao lắm, có thể cuốn trôi người luôn đó. Đi mau đi. Thôi đi. Thiện tai, thiện tai, trên đời sao lại có một con sông kỳ lạ như vậy? Chỉ là con sông thôi mà có cá tánh vậy hả? Ta nhất định phải đi coi cho biết.
Ngộ Không, ngươi muốn làm gì? Coi coi có phải tất cả không bị yên ổn như họ nói không? Thiệt là bị chìm rồi. Ngươi có thấy đá nào nổi trên nước không? Vẫn chơi thôi. Lấy lá cây thử đi. Wow, cả lá cây cũng chìm xuống dưới. Chắc là gốc cây không chìm chứ. Lau sậy không chìm chứ hả? Một bó rơm vậy vậy chắc không chìm chứ. Còn cái gì chắc không chìm chứ. Chìm liễm luôn rồi. Ngộ Không, ngươi đâu có thể lấy giày của sư phụ dứt xuống nước như vậy. Phải dục của ngươi chứ. Tại vì mấy nhào lộn ghét mùi hơi chân của ta, ta không ăn giày hắn không cho ta lên. Sư phụ à, chờ ta nha, để ta đi coi có quỷ quái gì. Cẩn thận nha Ngộ Không. Sang tiền minh nguyệt quen. Nghi thị địa thương sư. Cử đầu giọng minh nguyệt. Đê đầu tư cố hương. Cảm ơn. Hèn chỉ xong ngân hà này nó quái đản như vậy. Thì ra tất cả những hài yêu tới đây để phát điên. Ta thiệt là yêu các vị. Ta thật là nhớ các vị. Nếu như các vị thích như vậy thì ta sẽ đọc thêm một bài thơ nữa. Có được không? Được. Còn nhớ mấy tháng trước, khi ta đi biểu diễn vòng quanh Tây Hải, đột nhiên thật nhớ đến các ngươi, cho nên trong phòng đã sáng tác được một bài thơ viết về các ngươi đó. Có muốn nghe ta ngâm thơ hay không đây? Bắt đầu nha. Bầu trời bên sao xa là quê nhà của ta. Bầu trời đen tối đó là quê nhà của ta. Sinh tồn chỉ tại vì ta sống vì ngươi. Ê hả? Ê, bộ cái bài thơ mà hắn ngâm có nội dung thiệt hả? Lấy nội dung làm gì? Bánh trai là được rồi. Bánh trai là được rồi nha. Chúng ta những thời của hắn có gì sâu hay không vậy? Gì sâu lạ mẹ gì? Bánh trai là được rồi, ủng hộ anh, ủng hộ anh. Các ngươi ở đây làm gì? Lớn đầu rồi không chịu đi học hành. Còn cái bé này nữa, tối ngày tới đây đam mê thần tượng, nhung nhà nhung nhảy. Thiệt tình là ôm sầm lãng phí thời gian. Ngươi mua cái này để tặng cho hắn có phải không? Phải. Còn cười, ngươi nên làm những việc có tính xây dựng tốt hơn mà, phải không? Phải. Còn cười, nên dành thời gian để chăm sóc những người già cả, có đúng không? Đúng. Phải mà con. Cái miệng của mày sao chanh bành vậy? Xin lỗi nha. Có rất nhiều việc có lợi thì không làm. Đi lãng phí thời gian ở chỗ này làm gì? Lãng phí tuổi xuân. Các người nói phải không? Phải. Đúng. Đúng thì đi về đi. Đi về nhà đi. Ngươi là đại thái tử của Nam Hải Long Dương hả? Đúng. Ngươi muốn xin chữ ký hả? Để lát ta kêu trợ thủ của ta lấy cho ngươi. Ta không phải xin cái đó. Ta muốn nói chuyện với ngươi vài lời thôi. Ta bận lắm, không ta không có được rảnh. Ta đang nhắm mắt để dưỡng thần. Nhưng bây giờ ta phải bàn với ngươi.